Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại có thêm một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium, động cơ 1.5 Titanium. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019 biển tỉnh. Như anh chị hôm qua có xem một chiếc 2018 của em rồi. Chiếc này của em là 2019 nhá. Bây giờ em sẽ quay ngoại thất trước cho mọi người cùng xem. Nói chung là chiếc này rất là đẹp. Màu trắng biển tỉnh. Đó. Sử dụng lốp Michelin, theo xe luôn. Xe được dán tem này, rất đẹp. Nói chung là nội thất chiếc này ổn lắm ạ, rất là ổn. Đó, cửa sổ trời này, trần xe sáng và sạch. Đây bên đây thì ghế lái á, vô lăng này, thảm trải sàn. Tâm lô. Trên bản Titanium này thì sẽ có điều hòa tự động điện tử và có cửa sổ trời. Còn bản Gen thì sẽ không có đâu ạ. '18 và 2019 thì giống hệt nhau mọi người nhé, chỉ khác năm sản xuất thôi ạ và số km đi thôi. Chiếc xe này của em chạy được 31.000 km đó, còn chiếc 2018 thì chạy hơn 40.000. Ford EcoSport. Rất là nhiều anh chị thích EcoSport tại vì là nó rất là vừa tiền. Rồi thì đường gầm cao, chạy rất là thoải mái. Ford xe thương hiệu của Mỹ, chạy rất là chắc chắn. Nếu như anh chị muốn mua đổi các một chiếc xe nhà mình đang sử dụng, lấy chiếc xe này hoặc là nâng đời chiếc xe nhà mình lên chiếc xe này, hay muốn bán xe nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình nhé. Bên em vẫn thu mua lại toàn bộ xe đã qua sử dụng trên toàn quốc, ở tất cả các tỉnh thành thì bên em đều thu mua lại và nhận đổi các dòng xe mà đã qua sử dụng. Số km hiện tại là 31.000 km. Đây, 31.000 km này, các bác có nhìn rõ không ạ? Đó. Mua đổi khác thì sẽ là có lợi nhất cho cả hai bên, giá là vừa phải nhất. Hoặc là anh chị muốn bán xe thì bên em vẫn thu mua lại xe nhé, nhận thu mua mà mua lại tất cả các dòng xe của nhà mình luôn. Mọi chi tiết mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang để trên màn hình hoặc trao đổi qua Zalo, Facebook với tên cá nhân là Song Thảo. Còn bây giờ giá của chiếc xe này hiện tại là bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 570 triệu, 570 triệu, sản xuất năm 2019, biển số tỉnh, biển Bắc Ninh ạ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Nhớ là ấn đăng ký kênh của em để cập nhật được những chiếc xe sắp tới sẽ về bên em nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.